Chào các bậc phụ huynh, chào các con yêu quý. Do tình hình dịch bệnh, các con không thể đến trường được. Nhưng có biết, trong thời gian ở nhà, ngoài những lúc được bố mẹ dạy học, vui chơi, thì các con đã biết giúp đỡ bố mẹ những công việc nhà như ăn bánh, uống sữa hay ăn hoa quả. Các con đã biết bỏ rác vào thùng, vì vứt rác bừa bãi sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe và gây ô nhiễm môi trường. Đến với video hướng dẫn miễn học ở nhà ngày hôm nay, cô mình sẽ hướng dẫn các con kỹ năng bỏ rác đúng nơi quy định. Trước khi đến với kỹ năng này, cô xin mời các con hãy cùng xem video sau nhé. Bỏ rác đúng nơi quy định. Một lần khi An đi chơi về, lúc gần đến nhà thì bất ngờ một bịch rác to rơi ngay xuống trước mặt, khiến An giật mình. Lúc đó An giận lắm, cậu nghĩ ai mà mất lịch sự vậy nhỉ? Quẳng rác bừa bãi như vậy thì thật là quá đáng. Chút xíu nữa là mình húng chọn cái bịch rác kia rồi. Ngước mắt nhìn lên, An thấy một cậu bé vừa đi vào trong nhà. Cậu bé nhặt bịch rác bỏ vào thùng rác. Tiện tay An còn nhặt luôn mấy chiếc bao ni lông may gần đó. Trời nắng chang chang, mồ hôi lấm tấm trên má, nhưng An cảm thấy rất vui vì đã làm được một việc làm có ích bảo vệ môi trường sống. Các con vừa được xem video gì? À đúng rồi, đó là video bỏ rác đúng nơi quy định đấy. Trên đường đi chơi về, bạn An đã nhìn thấy gì? À, bạn An nhìn thấy một bịch rác đấy. Vậy, bạn An đã làm gì với bịch rác đó? Đúng rồi, bạn An đã nhặt bịch rác bỏ vào thùng rác đấy các con ạ. Và bạn An cảm thấy thế nào? Bạn An cảm thấy rất là vui vì đã làm được một việc có ích cho môi trường đấy các con ạ. Có môi trường xanh sạch đẹp thì chúng ta không được đổ rác bừa bãi. Chúng ta phải quét gọn rác vào túi ni lông, sau đó bỏ vào thùng rác đúng nơi quy định. Các con hãy cùng nhau làm sạch khu phố nơi chúng ta đang sống để cho không khí trong lành, bảo vệ sức khỏe tốt và cuộc sống luôn tươi đẹp. Các con ơi, bỏ rác đúng nơi quy định là một việc làm rất cần thiết để bảo vệ môi trường, sức khỏe của mỗi chúng ta. Thông qua kỹ năng cô hướng dẫn ngày hôm nay, cô tin chắc rằng các con sẽ làm được những điều có ích giúp đỡ bố mẹ khi ở nhà cũng như cô giáo khi ở trường. Với chia sẻ của bản thân tôi ngày hôm nay, tôi rất mong được sự hợp tác của các bậc cha mẹ học sinh để giúp cho các con có một thói quen tốt, bảo vệ môi trường, gia đình và xã hội. Xin chào và hẹn gặp lại!